có món quà tặng em. Cảm ơn anh. À, em cầm. Để anh làm cho em vài tấm hình. Em ngồi xuống đi. Là tôi né là chứ tự nhiên tôi làm bách rau sao được. Dạ đúng rồi chị. Ờ em đứng. Đứng nữa. Ừ. Thôi để đứng. Em đứng gần đây nha. Ok. Rồi tôi né nữa hả? Trời sao tôi. À, em tựa nhẹ vào cánh hoa đi. Ở đó. Chụp đi. À, chắc như đó thôi. Để lần sau. Chụp đi thoải mái, chụp tới sáng đi. Không được. Đưa coi hình coi. Rồi đẹp lắm anh ơi. Chụp hình gái đẹp thiệt mà chụp hình tôi ngồi xuống nước. Anh thấy em thế nào? Cái vẻ bề ngoài thì em rất là xinh. Ờ, nhưng mà còn tính cách thì phải qua quá trình tìm hiểu nữa. Wow. Ừ. Anh muốn hỏi em một số câu. Anh cứ hỏi đi ạ. Nếu mà chúng ta chính thức hẹn hò thì em mong muốn là anh nhắn tin cho em mỗi ngày, hay là muốn cuối tuần anh sẽ dành thời gian bên cạnh em, đi một nơi nào đó thật xa để chỉ có hai ta và thiên nhiên thôi. Em nghĩ là nhắn tin cũng tốt, đó là sự quan tâm, chia sẻ và hiểu nhau nhiều hơn. Còn một tuần gặp nhau một lần thì sẽ, tất nhiên là sẽ phải gặp nhau, tại vì mình đang tìm hiểu mà. Em có bài hát tặng anh. Anh nói tên để anh biết anh còn hát cùng. Thắm tình duyên quê, anh có thuộc không? Hát câu đầu nghe. Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dâng hương vương mái tóc xanh. Những tình mận mà là những tình đơn sơ, quê tôi đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Trời vậy đó. Rồi bạn nam mình hát tặng lại. Anh đến đây thì rất là mong muốn gặp được nửa của mình, của đời mình. Nên là anh nghĩ là cái tình yêu nó có thể bắt đầu ở nơi đây, thì nên là anh sẽ tặng em bài hát Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hơi đêm sao vẫn mãi đêm dài, chỉ còn ta với con tim khô cằn giá băng. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để trắng lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để anh biết em cần anh. Và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây để những dấu yêu đông đầy. Một vòng tay anh khao khát, một giấc mơ em đã cho anh người ơi. Giờ qua trước khi ấy qua kiểm tra coi giống như em mong muốn không? Lông và tóc. Em tiến lên em qua em đưa cho cô kiểm tra. Rồi á mình sẽ chốt coi, luôn. Kiểm tra kỹ coi. Có gì không? Không có lông. Bậy. Tóc gì nhưng có mà được tóc không? Nhiều. Rồi. Có nguy cơ hỏi. Được không? Dạ được. Em thích đàn ông có lông là sao? Người ta bảo có nhiều lông tay là giàu á anh. À dạ. Đó, giàu lắm luôn đó. Thấy không? Trong luôn đó. Hai đứa xem mặt nhau đi. Thầy, anh đến với chương trình có món quà tặng em làm cái gì? Dạ, em cũng có món quà tặng anh. À, cảm ơn. Anh có thể đọc cái tựa sách lên được không? Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. Dạ, em nghĩ là trong cuộc sống này ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. Và em cũng muốn là trên con đường sau này sẽ được viết tên của hai chúng ta. À, cảm ơn. Rồi, anh... múa côn tặng bạn gái tiết mục đầu tiên. Anh dừng lại một chút xíu được không ạ? Em có một cái ảo thuật nhỏ nhỏ để tặng cho anh. Trời ơi. Ảo thuật luôn. Ghê, ghê. Dạ. Bây giờ anh có thể đoán trong tay em có gì được không ạ? Trong tay em à? Dạ, bây giờ nè, anh đoán nè. Anh có thể mở ra. Mở tay nè. Tay em không có gì hết. Này. Dạ, anh đưa hai tay anh ra. Nắm lại. Xong, buông ra. Buông ra. Rồi, bây giờ anh đoán lại nha. Nói ra. Dạ, có gì không ạ? Có. Có gì? Có em. Không, có bàn tay anh trong đó. Thôi. Múa côn liền. Cũng lanh lắm. Thì em xin gấp vui xíu một số. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì?
Dạ, điểm mạnh của em là em có một số tài lẻ như là đàn, hát. Em có thể chơi một số loại nhạc cụ như là guitar, ukulele, piano, organ. Wow. Dạ. Đến với chương trình thì em cũng có chuẩn bị một bài hát dành cho đàn ukulele, ca khúc là Cô gái 1m52. Mời mọi người cùng lắng nghe. Là cô gái ôi mộng mơ, người đã khiến tôi thẫn thờ, cho tôi nhung nhớ bao nhiêu, muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Chẳng giống mấy cô người mẫu, chẳng son phấn khoe sắc màu, chỉ cao 1m52 nhưng sao đáng yêu dịu dàng, đôi môi thắm duyên nụ cười. Thôi thì là duyên, nếu người thuận thì tôi sao, từ chuyện mẹ cha xin đừng nên vợ chồng, thương em đời lâu nên âu sầu, nay nói ra cho hết đau đầu. Thương em đời lâu thêm màu sầu, nay nói ra cho hết hết đau đầu. Dùng quá. Cảm ơn mọi người. Rồi bên kia có muốn làm gì không? Thôi để đáp trả đàn gái thì bên này cũng xin hát một bài. Rồi. Bên đây cũng có đàn, bên kia cũng có đàn. Để tặng bạn gái thì mình xin hát bài Một Nhà. Rồi. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Vẫn mắt đây sang lòng lành, nhìn trời cao mây trắng trong lành. Đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh. Nhưng lúc đứng dưới mái trường xưa, cùng đạp xe dưới gốc cây trú mưa. Đến hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đưa. Ta giờ đây chung trời mây, ta cũng đón tương lai. Tay cầm tay ta cũng vui xây dựng bước đường dài. Như lời hứa anh đã nói ngày từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Được, hai đứa hợp đó. Về hợp. Kẹt lắm, xách hai cái đàn đi cũng hợp. Em cảm nhận anh là người sống rất là tình cảm. Thì đúng như những cái mong, những cái gì mà em mong muốn ở một cái người mà gọi là cái nửa kia của mình. Em trai có sở thích đó là hôn tóc phụ nữ đúng không? Dạ đúng ạ. Em nhất là thích người hôn tóc, nhéo mũi bạn nữ. Đâu qua làm thử là được không? Thì xin phép bạn nữ mình có được không ạ? Chắc là được. Thế nào, thấy thế nào? Bạn nữ rất là thơm. Còn nhéo mũi nữa hả? Vâng, tại vì thấy bạn nữ rất là xinh nên là em có cái ý muốn lấy đà rồi mà chưa có dịp bây giờ. Nhưng em mà tại sao vậy anh? Cái này nó giống như là một cái sở thích từ nhỏ của mình ấy. Anh cứ thấy... Rồi nhỏ giờ em nhéo mũi ai? Mấy đứa cháu chị. Coi như đang nhéo mũi cháu đi cũng được. Không, còn đây là người đẹp. Người đẹp thì em cũng nhéo mũi mà. Thử xem. Nhéo sao gãy mũi người ta đi. Có một bài hát đi em. Chuẩn bị một bài hát và mình muốn hát riêng tặng bạn là bài Thằng Điên. Sao tôi lại lang thang, tình yêu thì miên man, ngày xanh cùng mấy tung tăng tự mình bên phim đang. Nhìn em mình ngơ ngác, lòng anh chợt hơi khát. Tình yêu này đến đúng lúc tay anh san vượt qua. Nụ cười tỏa hương nắng, bình minh và mây trắng, hình như đều kêu tên nôi ôi tình yêu đến rồi. Chẳng ai phải thắc mắc, còn tôi thì đã chắc. Nàng ơi nàng hãy đến chiếm lấy tâm hồn tôi. Dạ rồi. Mình á thì không biết bạn yêu thích cái thế giới ngoài kia ra sao, yêu thích những gì ở cái thế giới đó. Nhưng hôm nay, tại thời điểm này, mình, một con người bé nhỏ trong cái thế giới đó, sẽ cố gắng từng ngày để làm cả thế giới của bạn. Lần đầu gặp nhau có món quà này. Dạ, em cảm ơn anh. Nở hoa nè. Em cảm ơn.
Thằng con heo đó làm chi vậy? Dạ, phụ nữ là phải là tay hồn chìa khóa cho gia đình. Em tặng con heo nó tượng trưng như điều đó chị. À, em cũng có món quà tặng anh. Cái này là do em vẽ. Nó vẫn chưa có mặt của chú rể. Dạ, mình vẽ luôn vô ha. Dạ. Vẽ luôn. Trời, nghĩ sao vẽ người không có đầu. Dạ. Đúng là nghĩa ra. Bây giờ bé nhìn cái hình này ha. Nhìn đây, bé vẽ liền vô cho nó phong thủy tốt nha. Đẹp nha. Là đẹp trai đó. Nhìn đây nhìn tôi hồi vẽ xấu quắc à. Không chưa? Giống này trời. Trời. Giống đó anh, em thấy giống mà. Đẹp. Trời ơi. Giống mặt. Không, giống này. Ghi vô coi. Bé Nghĩa. Đây lại đọc từ đây qua đây là Trang Nghĩa. Vậy muốn viết sao viết đi. Tôi không biết phong thủy đó nha. Ngày hôm nay là ngày rất đặc biệt á. Nữa sau này các bạn xem lại cái hình ảnh này, các bạn sẽ thấy nó ý nghĩa thế nào. Rồi, đó, đem qua tặng bạn luôn. Trang Nghĩa. Hai bạn trò chuyện với nhau đi. Bạn có thích thơ không? Có anh. Hôm nay mình có một bài thơ tặng cho bạn luôn. Hôm nay đến với chương trình, mong cho hai đứa gọi mình gọi ta, mai sau chung một mái nhà, nhìn đàn con nhỏ của ta lớn dần. Chúc cho những cặp đôi đã bấm nút hẹn hò, chúng ta sẽ sớm báo tin vui chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có thể xem lại chương trình thông qua cổng thông tin Love TV hoặc là MCV Media và nhấn subscribe quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, Tinh Thần Thép đã tài trợ chính chương trình này. Bây giờ thì Quyền Linh và Hồng Vân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Được những công việc nhà này, có thể làm hơn cả phụ nữ đấy ra, làm hơn cả phụ nữ đấy ra. Em cao mất mấy? Gần 2 mét à? Trời ơi. Chả được điểm nào ạ. Chết rồi. Chắc còn trai tân á. Em cũng đã xuất hiện trong một phim rất là nổi đình nổi đám. Bộ phim đó chiếu vào dịp Tết nhớ tôi. Nếu mà bạn áp lực nhiều quá, nếu mà chế độ nhây á, em là nhây số 1. Gặp lại vào lúc 15h20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.